Chào mọi người nha. Hướng dương 90 ngày của mình bữa nay nó tầm này rồi mọi người. Thì mọi người sẽ đây này, mình lấy cho mọi người xem là hiện tại nha. Là hướng dương 90 ngày. Cái hai lá mầm và hai lá thật rồi. Bắt đầu nó hình thành cặp lá thật thứ hai. Để mình xem cái rễ nó như thế nào cho mọi người xem nha. Thì hiện tại đó là mình thấy cái rễ nó chưa có ăn ra nhiều ở cái mép thành cho lắm. Rồi để mình lấy cây to nữa. Đây. Có nghĩa là khi nào mà cái rễ mình thấy nó lòi ra ở cái chỗ đây này mọi người, là có nghĩa là cái bộ rễ nó phát triển rất là mạnh. Ở đây là mình thấy có rễ nó xìa ra ngoài mép thành này nè. Thì bữa nay là ngày mùng 8 rồi mọi người, mùng 8 tháng 10 âm lịch. Thì dự kiến á là một tuần lễ nữa mình sẽ xuất cái này đi ra cho mấy anh em nhà vườn ở ngoài miền Bắc á, để người ta họ trồng. Tại vì sao? Tại vì ở ngoài đó là mình phải làm trước. Nè, mọi người thấy cái rễ này nó xuất ra hiện ra rồi này ha. Thì khoảng cỡ 15 16 đi, mình sẽ xuất ra cho anh em ở cánh miền Bắc. Thì khi anh em ở cánh miền Bắc người ta họ nhận được á là người ta sẽ vô chậu luôn mọi người. Người ta sẽ vô chậu luôn. Còn anh em ở miền Trung á, ví dụ như năm ngoái mình trồng là khoảng cỡ 22, 23 tháng 10 mình mới trồng. Thì mình trồng sau khoảng một tuần. Còn anh em ở miền Nam á, thì có thể trồng cỡ 25 cũng trồng được, không vấn đề gì nha. Đó, còn nếu anh em muốn trồng sớm cũng ok, nhưng mà phải từ từ thúc phân thì nó cũng hợp lý thôi. Đây anh em. Đây anh em này, đó. Anh em, thấy ok đúng không? Nè. Thì khoảng ngày anh em cho này. Khoảng ngày 15 bắt đầu mình sẽ xuất những cái lô này cho anh em cánh Bắc nha. Anh em. Những cái đây là những cho anh em cánh miền Trung này, anh em thấy không? Mình làm là mình phải canh tùy vùng miền, chứ không phải là mình làm theo cái kiểu một số nơi mà người ta chỉ biết làm thôi. Chứ còn canh để mà đúng Tết hay không thì mặc kệ chúng bay, mình không có điểm như vậy nha, anh em thấy không? Ông ào quá, đang làm việc. Đó, anh em thấy không? Rồi ví dụ như cánh anh em ở miền Nam này, anh em thấy không? Đó. Nay mùng 8. Tại vì hướng dương 90 ngày nha, mà nếu mà anh em ở miền Nam á thì trồng nó rơi vào khoảng cỡ 85 ngày chứ không được 90 ngày nữa đâu. Nhưng mà anh em cánh Bắc á là phải là hơn 90 ngày, cả 95, 97. Anh em. Này. Em thấy đã không? Còn ở đây là cánh đó, nó bắt đầu lên nữa nè. Ok anh em ha. Anh em lên đơn đi rồi cái rồi mình gửi xong anh em.